màn so tài giữa câu lạc bộ Wolfsburg và Hoffenheim không giờ ngày 5 tháng 12 vòng 1 tám Mét cấp quốc Đức 2024-2025. Câu lạc bộ Wolfsburg đang nắm mọi lợi thế để giành vé vào tứ kết cúp quốc gia Đức và khẳng định sân nhà Volkswagen Arena của họ là nơi câu lạc bộ Hoffenheim dễ đến nhưng khó về, bởi bầy sói chỉ thua một lần sau 12 lần gần nhất đón tiếp câu lạc bộ Hoffenheim tại đây. Hơn nữa năm trong 6 lần gần nhất tiếp Hoffenheim, câu lạc bộ Wolfsburg cũng đều ghi được ít nhất một bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên. Xét về phong độ hiện tại, Tuy chưa phải là một câu lạc bộ Hogwarts quá xuất sắc, nhưng Bầy Sói cũng bất bại ở 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có 3 chiến thắng gần nhất. Ngoài ra, đây là giai đoạn đội bóng của huấn luyện viên Ralf tổ thi đấu thuyết phục nhất kể từ đầu mùa. Họ chơi hiệu quả trong tấn công và phòng ngự cũng chắc chắn khi chỉ để thủng lưới 3 lần ở 6 trận nói trên. Về phần mình, câu lạc bộ Hoffenheim đang có một phong độ rất phập phù, nguyên nhân có lẽ đến từ việc đội hình mỏng, có nhiều ca chấn thương, lại phải căng mình trên cả 3 mặt trận Bundesliga. Europa League và Cúp Quốc gia Đức khiến thầy trò huấn luyện viên Christian Inzer chỉ thắng một ở 6 trận trận gần đây trên mọi đấu trường. Hơn nữa, thành tích trên sân đối phương của Hoffenheim phần mùa này vô cùng tệ. Họ chưa thắng nổi trận nào trên mọi đấu trường với thành tích 5 hòa và 5 bại. Chiến thắng gần nhất trên sân khách diễn ra ở vòng cuối Bundesliga mùa trước, hạ gục Darmstadt 6-0. Có vẻ như mọi thứ không ủng hộ đội khách Hoffenheim trước cuộc đối đầu với bầy sói lần này. Trong những trận đấu gần đây, câu lạc bộ Wolfsburg thường tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn và đã chuyển hóa thành công phần lớn số cơ hội đó. Còn Hoffenheim thì ngược lại, gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng trên sân đối phương. Vì thế, rất có thể có một chiến thắng dễ dàng dành cho bầy sói ở trận này. Cuối tuần vừa rồi, câu lạc bộ Wolfsburg đã có thắng lợi vang dội khó tin, năm một ngay trên sân của ông lớn Leipzig. Đó không phải lần đầu tiên trong mùa giải năm nay họ chơi tốt trước những câu lạc bộ mạnh hàng đầu nước Đức. Nói đâu xa vòng hai cúp quốc gia, Wolfsburg đã loại Dortmund khỏi cuộc chơi. Ngoài ra, thầy trò huấn luyện viên Ralf Hasenhutl chỉ thua sát nút Leverkusen và Bayern Munich đều do thủng lưới vào cuối trận. Lưu ý thêm trong cả hai trận này, Wolfsburg đều bị đánh giá cực thấp. Tổng thể, diện Wolf chưa từng một lần gây thất vọng cho giới mộ điệu trong những trận bị đánh giá thấp hơn từ đầu mùa 2024-2025. Tuy nhiên điều trái khoáy là khi được đánh giá cao hơn, Wolfsburg lại thường xuyên gây thất vọng. Đơn cử như bốn trận sân nhà mùa này được xếp trên, bầy sói vùng Sony chỉ có đúng một lần hú lên được khúc khải hoàn mà cũng đầy nhọc nhằn một không chức Union Berlin trong thế trận Nga ngửa. Còn tại sân chơi cúp quốc gia Đức thì hãy nhớ rằng đã ba mùa liên tiếp, Wolfsburg không qua được vòng 1-8. May thay đối thủ sắp tới Hoffenheim thậm chí còn dở hơn ở đấu trường DFB Pokal khi đã 10 năm trời không biết đến cảm giác tham dự vòng tứ kết. Mùa này, Hoffenheim còn xa sút thấy rõ khi hiện chỉ nhiều hơn khu vực xuống hạng tại Bundesliga đúng hai điểm ít ỏi. Ngoài ra, diện Kreisgauer cũng đang nằm ngoài top 24 trên bảng xếp hạng Europa League 2024-2025. Giữa tháng 11 vừa rồi, Hoffenheim đã phải thay tướng với hy vọng mọi sự khởi sắc nhưng sau khi ra mắt bằng một chiến thắng, cũng trước, Leipzig tân huấn luyện viên Christian Inzer đã cùng Hoffenheim thua liền hai trận đều trên sân khách và còn không ghi nổi bàn nào. Nhìn rộng ra, đại diện bang Baden Württemberg chưa có nổi một thắng lợi nào trong 90 phút trong những chuyến hành quân xa nhà từ đầu mùa 2024-2025. Tuy nhiên điểm tích cực là số trận hòa bằng số trận thua, đều năm. Sở dĩ cần phải nhắc chi tiết như vậy là bởi hôm tới, họ bị đánh giá thấp hơn đồng nghĩa không thua hai hiệp chính đã có thể xem là thành công. Cùng với đó, từ năm 2017 tới giờ, Hoác phần 2 thua đúng 2 trong 7 cuộc viếng thăm sao huyệt của Wolfsburg, không gồm giao hữu. Như vậy nhìn nhận khách quan, Hoác phần 2 có thể sẽ phải dừng bước tại đây song khả năng cao họ chỉ đầu hàng trong hiệp phụ hoặc luân lưu 11 mét mà thôi. Do Wolfsburg được cho sẽ không thắng trong 90 phút chính thức nên đồng thời có cơ sở để hoài nghi về một cuộc đấu hấp dẫn bản thân Wolfsburg chưa có trận sân nhà nào mùa này ghi trên hai bàn và Hoff phần 2 thậm chí nổ súng tối đa một lần trong những chuyến làm khách từ đầu mùa 2024-2025 có phần làm cho 7 trong 10 cuộc chơi không thể nhiều hơn hai tình huống lưới dung, giống như 4 trong 6 lần ra sân gần đây của Wolfsburg.